cô cần hạ cùng tôi. Chứ gì mình chẳng biết tận gì. Thế em xin tặng cô một bài hát. Chúc cô một ngày một thật là vui. Lớp em chỉ yêu mình cô mà thôi. Bởi vì nhìn cô vừa xinh vừa hiền. Chúng em sẽ qua là thật tốt. Để cho cô cười vui. Bây giờ con nghe này, bây giờ là ông sẽ lì xì con ha. Này, con biết tờ này là tờ gì không? Là để dựng lì xì á. Rồi con lấy nha, mà là tại ông ngồi không có cái không có phong bì đó, thấy chưa nha. Rồi được chừng nào con về? Dạ, lấy những con về. Lát nữa con về ha. Rồi bây giờ con có đi ăn kem ăn gì không? Không à, hả? Hả? À, bây giờ rồi không có đi ha, con không có đi ha. Đó. Em có muốn đi học sợ không? Từ đâu? Rồi bây giờ là ông sẽ giới thiệu cho mọi người nghe nha. Con là Sâm Nam ở thành phố Hồ Chí Minh về, đúng không? Là con của mẹ Thị Linh. Ha, với ba gì? Hả? Con nói ba. À yeah, rồi con về là con ăn Tết ở Phan Thiết phải không? Ừ. Bây giờ con ra con đứng chỗ cây mai với ông nha. Dạ. Cây mai cho ông rồi ông đó. Đó, thấy chưa? Đó. Dễ thương chưa? À, bây giờ con bye bye mọi người em. À, con nói chúc mọi người. Chúc mọi người Tết vui. Lớn lên. Chúc mọi người Tết vui. À, vui sao nữa? Cảm ơn anh em. À, là gì nữa? Mọi người cùng đi cùng với con nhé. À. À vậy ha. Rồi. Bây giờ là ông chúc con lại nha. Rồi con năm nay là vào lớp mấy? Con học vào lớp mấy? Dạ, con vào lớp 2. À, vào lớp 2. Rồi con được thêm một tuổi nữa, là con cố gắng là con học cho giỏi nha. Dạ. À, nghe lời bố mẹ nha. Rồi, thôi bây giờ con có đi chơi không? Đi chơi không? Có ha, rồi, bye bye. Rồi, ông không con nè. Chắc ông râu không à. Rồi, bye bye nha, chúc mừng năm mới. Rồi. À, bye bye ông anh. À, đi chơi nha. Dạ. Đồ đi hết không? Đủ xe đi không hả? Rồi đủ nón đủ gì chưa? Ủa vậy con lấy nón cho anh luôn hả? Rồi lát nữa con quay ở đây không? Bye nè.
ông đại diện cho gia đình ông rất cảm ơn các con. Bây giờ là các con tự giới thiệu ra nào. Rồi, ông rất cảm ơn các con. Bây giờ là ông chúc các con về năm mới, đúng không? Là thêm một tuổi có sức khỏe tốt để học tập tốt. Bên cạnh đó là vâng lời cha mẹ, ngoan với cha mẹ, ngoan với ông bà, và cùng ngoan với mọi người để cho các con mỗi ngày có cái niềm vui khôn lớn để trưởng thành, và sau đó là các con sẽ giúp bố mẹ trong gia đình mọi việc. Bây giờ là ông không gì hơn là ông sẽ có một cái phần quà cho mỗi con, mà quà này là ông không có bỏ vô trong trong phong bì, ông sẽ tặng cái đứa nhỏ nhất là tờ 200 và ba đứa con là tờ 100 mỗi con nha. Rồi ông đã chúc các con rồi đó, bây giờ đây là ông sẽ lấy phần quà đó cho các con nha. Đây Sâm Nam đây lớn lên cái nào chúc. Ông cảm ơn con. Rồi, đây là Luna, đúng không? Dạ, chúc con mọi sáng năm mới giờ giờ sức khỏe. Bạn sẽ như ý thì mẹ nước. Cảm ơn mọi sáng. Ông cảm ơn con. Đây, Dạ, tôi cảm ơn mọi sáng nhiều năm con. Tết năm 2023 này, tôi giúp ông mọi sáng. Bạn sẽ như ý anh em hạnh phúc. Thì mua như nước, còn được lúc thấy. Rồi, ông cảm ơn con nha. Rồi, đây cái buồn. Dạ. Ông tặng cho con. Dạ, con cảm ơn ông mọi sáu. Rồi dịp Tết 2023 này, con chúc ông mọi sáu vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, lộc phúc đầy nhà, năm mới vui vẻ. Còn gì nữa không? Bây giờ. Dạ, năm mới phát tài. Bây giờ theo sự yêu cầu của ông cho bốn đứa con, bây giờ hát chung một cái bài nào đó tặng cho mọi sáu được không? Tặng gia đình mọi sáu được không? Một cái bài nào? Happy New Year là cái gì đó? Happy New Year. Rồi. Rồi bắt đầu hát nè. 2 3 Đúng rồi. And the morning is so bright, so alive. Yesterday, now it's time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a good now and then. A world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. Yeah. May we all have a long time well to try. If we don't, we might as well lay down and die. And die. Ai, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. And die. Ai, nhiều đó được rồi. Bây giờ là các con tặng quà cho ông là đâu? Nào, thứ tự nào? Ủa? Nhỏ nhất, nhỏ nhất trước. Các bạn của em. Của anh là màu đỏ. Thổi diêm đi. À, cái gì đâu? Rồi, cảm ơn con nha, Sâm Nam nha.
Một. Rồi để lên kia Sâm Nam, để lên bài cho ông nè. Hai tay. Hai tay được không? Rồi cái này là cái bùm nào. Rồi ông cảm ơn nha. Rồi con để lên bài cho ông. Rồi các cháu tặng quà cho ông đây. Rồi để lên bài cho ông này con. Đây 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 này. Rồi cảm ơn con nha. Ông cảm ơn con nha. Trời ơi tặng nhiều quá. Các cháu nó thương ông rồi nó tặng. Rồi xin cảm ơn con nha. Rồi chào ấy. Tết đầu năm các cháu thành phố Hồ Chí Minh là về là coi như là vui với gia đình. Các cháu cũng hát tặng cho gia đình ông ngoại ngồi sau. Rồi xin chúc mừng năm mới mọi người vui vẻ, an lành, an khang thịnh vượng, lành sự như ý. Xin chào.